Ôi thích quá, thích thật, thích thật. Thoáng mát quá, không một ánh nắng mặt trời đập vô mặt, như vậy khỏi xài kem chống nắng. Mà Tư biết sao không? Tôi thích nhất là cái khoảng trống này nè. Đó, biết khoảng trống này làm gì không? Làm gì? Tụ tập con cháu lại. Trời ơi, chẳng bụi nhà tôi có một chút xíu khoảng này thôi, tao nói con cháu nó lúc nhúc đứng chật luôn vậy đó. Nhiều bữa hả, tôi muốn quay qua đây tôi đụng đứa này, tôi quay qua kia tôi đụng đứa kia. Còn ở đây hả, ôi 30 đứa cũng chưa tôi đụng nữa. Ôi tưởng tượng nha, nhà tôi như là cái hội vậy đó. Trời ơi, là tại vì đó, rồng á lâu quá rồi đâu có đến nhà Tôm, cho nên đâu có biết là Tôm sống như thế nào. Tôm sống sao rồi? Trời ơi, cái mặt coi Phúc Hậu ghê nha. Phúc Hậu, đó, cái mặt này là mặt con cháu đầy đàn nè. Sao rồi, nhà mình được 40 đứa cháu chưa? Đúng rồi, chỉ có một mình con Hiền Thục thôi chứ gì. Vậy thì nhà mình mấy đứa rồi? Thì nói nào ngay. Dạ, con chào bà. Ngoại ơi ngoại, con đi qua nhà Kem chơi nha. Đi con. Ai vậy? Con của Hiền Thục đó. Hồi đó nó mới lớn vậy? Ừ. À, gấu miên sa. Trời đất ơi, tao nói hồi nhỏ nha, tao nói con mặt ù như là con gấu miên sa vậy. Mỗi lần mà con muốn qua bên nhà bà hay là con lăn không đó. Giờ tao đẹp ghê nha. Sao, đi qua rước em về hả con? Dạ, con đâu có em đâu. Có mình con hả? Đi, tôi nói em gì đó, mới nói em qua nhà em. Dạ không. Nó qua nhà bạn nó chơi. Ủa, có mình con à hả? Dạ. Thôi con đi đi nha. Dạ, con chào bạn đi. Bye bye nha. Đi con. Cặp giò cao quá. Cặp giò này ẵm 3 đứa cũng được. Một đứa bên này, một đứa bên này. Cổng thêm một đứa nữa. 3 đứa em nó cũng được nữa. Mà sao nó có đứa vậy hả? Thì con Hiền Thục đó, nó kêu sao? Nó xanh mà nó có xanh đâu. Tụi nó giống như đàn ông á, tôi tưởng đâu là nó không có con luôn á. Tạm ai về nó đẻ được đứa mụn chết luôn á. Nè, để Tạm nói cho Tư nghe. Trời ơi, nó là con mình mà, chứ đâu phải là bà nội mình đâu. Mà nó không chịu xanh cái mình không dám nói nó tiếng nào. Cũng có cái con nó giống như đàn ông gì đó. Tụi tính tình của nó hại dễ sợ lắm. Tụi nó kiên định lắm. Tụi không nói nó có được đâu. Không được. Bây giờ là Tạm hỏi Tư nghe nè. Cuộc đời của mình bây giờ đã lớn tuổi rồi. Thì cái điều mà mình cần nhất là cái gì trong cuộc đời của mình? Thì sống với con cháu. Đó, mà bây giờ một đứa con thì buồn không? Buồn chứ sao không buồn? Một đứa cháu thì buồn không? Buồn. Ghiền cháu trai không? Rất ghiền. Đó, mình bắt buộc mình phải có cháu trai, cháu gái, con đàn, cháu đống. Tệ lắm nha. Tôi nói thiệt, cuộc đời mình tệ lắm, phải có 10 đứa cháu. Trời ơi, tao nói ở nhà tôi 40 đứa cháu. Nhà chút xíu mà 40 đứa cháu, tao nói cuối tuần sum họp vui lắm. Còn này cái nhà bự như vậy, một đứa cháu thôi. Ôi, bộ Tư không sợ người đời người ta nói hả? Người ta nói như vậy nè, cây độc không trái mà gái độc chỉ có một con, là con Hiền Thục đó. Sao mặt tuột dữ vậy? Đó, thấy buồn ghê chưa? Cho nên bây giờ đó phải ép nó. Với lại bây giờ con Hiền Thục á, nó già rồi. Cái tuổi nó chừng vài năm nữa thôi là bích cái cửa đẻ rồi. Thành ra bắt buộc mình phải cho bắt nó đẻ liền bây giờ. Nghe chưa? Phải ép nó hả? Ừ, ép được không? Không được, phải ép. Muốn con cháu đầy đàn cái gì? Đúng rồi. Đó, con cháu đầy đàn là cái mặt nó có hậu liền. Cái mặt nó thọ mà nó hậu liền. Phải bắt buộc nó đẻ. Đẻ không được, phải ép. 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 Ba mẹ ăn cơm, bà ngoại ăn cơm. Ăn đi con, ăn cho nhiều vô. Ăn cho nhiều vô. Dạ, mời mẹ. Nè, Trục Tư, con là con thích có em lắm đúng không? Không. Không có em út gì ở trong căn nhà này hết á. Con đã nói rất nhiều lần rồi là con không muốn sinh thêm em bé. Vô duyên quá, tao chưa nói gì hết trơn, đông đổng đổng lên nè. À, cái đó là ý của con thôi. Còn tất cả mọi người trong cái nhà này sao? Ăn cơm. Thì tất cả những người trong căn nhà này cũng giống như ý của con. Không ai muốn có thêm thành viên hết. Chỉ có một mình mẹ là muốn có thêm cháu thôi. Sống mà chủ quan cái gì, ép tất cả mọi người theo ý của mình hả? Bây giờ vậy nè, cho công bằng nha. Mà rất cần con, mẹ vốn cùng cần con. Nói đi, vốn con sao? Thành thường đứa nữa nha, nha. Sao nó, để yên cho nó nói. Nói đi con, mạnh dạn lên con. Nói. Thì sao? Có thêm đứa nữa cũng vui. Hay quá. Rồi xong rồi sao? Ê, cái gì vậy? Đâu có gì đâu, dính cái gì đâu có dính đó về dính rồi. Rồi như vậy là cái quyết định rồi nha. Nói lại đi. Chồng con muốn nói gì á? Nói rồi không, thật ra thì
theo quan điểm của con. Đó, nói đi. Rất là rõ ràng. Đó, nói đi con, nói. Một đứa thì nuôi dạy nó tốt hơn. Chính xác. Quá hay, quá tuyệt. Mắc cười quá à. Một đứa thì nuôi dạy đúng rồi, đúng không? Nhưng mà thêm đứa nữa, hai đứa thì có là bao nhiêu đâu nè, đúng không? Có khác gì đâu nè. Khác chứ. Hai á là nó lên là số nhiều rồi. Mình sẽ không có thể nào mà chăm sóc cho nó được. Nói chung á là con đã quyết rồi là mình không có bàn cãi cái chuyện gì ở đây nữa. Thôi ra ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm đi. Cô lớn lên đúng không ha? Muốn làm gì cô làm ha. Nói nhẹ không ưng ha. Được rồi, chờ đó đi. Bằng cách nào tôi cũng có thêm được một đứa cháu. Mẹ con ngán thiệt là ngán luôn. Mẹ bắt con ăn hoài mẹ. Ăn rồi hết hai dĩa rồi á. Ăn hết nổi rồi. Nè, nè con, ăn ăn thêm con cua nữa thì đi. Cua hả? Ăn thì cổ họng luôn à. Ngán vậy anh. Trời ơi, còn nữa. Còn nửa ký tôm càng xanh nữa. Cái gì tôm nữa hả? Ôi chưa, còn là coi như khoảng chừng thêm một ký hào nữa. Ơi, sáng sớm mày quét hết cái chợ Bình Điền hay sao mà đâu ra mà thải sản như vậy. Ăn đi con, vì thế hệ tương lai. Ăn, 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 ăn. Ôi, nghe mệt quá. Quái, gì đây? Mới sáng ra mẹ cho ăn hải sản không vậy mẹ? Mẹ, sáng sớm mẹ kêu là ăn cái giờ này cơ thể nó mới hấp thu tốt nhất. Ăn uống như vậy là phản khoa học chứ hấp thu cái gì mà hấp thu. Rồi con hiểu rồi. Mẹ chưa có từ bỏ cái ý định mà sinh thêm cháu đúng không? Không, không, con nói không là không. Ăn đi con. Không. Ăn đi con. Không được ăn. Ăn cho nhiều vô. Không được ăn. Đừng có cãi nhau, tôi ăn là được cái gì. Không được ăn mà. Trời ơi. Ủa, đang ăn cơm mà bà ngoại con đi đâu rồi? Con đâu biết không? Chạy kiếm đi. Chạy vậy dạ. Thôi khỏi 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 khỏi. Dừng cơm đi. Tôi đây. Tôi đây. Nào, mời mọi người cứ việc ăn cơm. Ăn đi. Ủa mẹ. Nay mẹ cũng bày đặt uống rượu nữa. Có đâu. Mẹ rót cho con đó. Sao mà lúc này nó xanh quá trời xanh. Uống đi. Rượu ngâm gia truyền đó. Uống vô nó bổ lắm. Uống vô là da dẻ nó hồng hào à? Da dẻ hồng hào, sức khỏe tăng lên đùng đục. Uống đi con. Anh uống nha. Uống đi. Khỏe chưa, khỏe chưa, khỏe chưa? Ôi, rượu này nó nóng mà nó ngon dễ sợ luôn á. Thêm một ly nữa. Thôi, uống ly đủ rồi, sức khỏe vậy được rồi. Rồi, 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 rồi. Ăn vô, ăn vô, ăn nhiều vô. Ăn luôn á. Uống thêm một ly nữa. Uống thêm một ly nữa. Thôi, thì cứ một ly vì sức khỏe uống một ly thôi. Đừng uống nhiều, hiểu. Cái gì đó cũng phải đi đôi. Đi lẻ không có tốt. Không tốt, uống thêm một ly nữa. Nhai đi, nhai, nhai, nuốt, nhai, nuốt. Rồi, bỏ xuống. Đi một ly nữa. Uống đi, ăn cho nó ngon miệng. Khỏe chưa, khỏe chưa, khỏe chưa? Khỏe chưa, khỏe ra. Khỏe. Khỏe lắm rồi. Hiên Tung, Hiên Tung. Dạ. Đi. Không, không, không. Không, con có uống mấy này. Không, không phải uống. Không. Nhưng nó, vô đó. Gì? Tôi mà mệt quá, no ngang à. Bị sao? Tới giờ rồi, đi lên học bài. Đi, đi lên mẹ dạy con học. Nhanh lên. Quay, 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 dạy cho. Mẹ ngon nha. Khỏe chưa con? Khỏe, khỏe. Khỏe, khỏe. Ăn nhanh đi, ăn nhanh. Ừ. Con uống, uống rượu, uống rượu, ăn cơm ngon được. Uống được, uống được, uống được. Thêm nữa nha. Thôi, uống rồi. Thêm nữa đi. Thôi, uống đâu. Uống thêm ly nữa. Đây, sau cái bước này sẽ làm tiếp như vậy. Hiểu chưa? Dạ. Rồi, đó, bây giờ con làm đi. Làm mẹ coi coi. Đây. Gì vậy mẹ? Chỉ cái gì? Mẹ lo nó cho. Thôi mệt quá. Ăn trái cây đi. Dạ, ăn trái cây. Ngon. Ngon.
ăn không? Anh ăn táo nha. Ôi, bị điên hả? Sao ông cắn tay tôi? Đau gần chết à. Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Ôi, ôi. Nghĩ cái gì vậy? Đói bụng hay sao? Dạ ơi. Nhìn gì nhìn dữ vậy cha? Em đẹp quá. Bộ bình thường tôi cũng đẹp à. Nóng, 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 nóng. Nóng thì đi lên tự tắm đi. Đúng rồi, con. Con đưa nó lên đi, nhanh lên. Tại sao con phải đưa? Đi. Mệt mẻ quá đi. Cười, cười. Ê, cười hoài, cười đánh hoài đánh đó. Nham nhở gì đâu. Lớn rồi mà bây giờ còn phải bắt dẫn đi lên lầu nữa. Đi lên đi, mở nước cho tắm. Nóng. Thấm rồi nữa. Nóng, nóng. Ông này thiệt. Mẹ, bà này khó quá à. Con không giải được. Đi 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 đi. À, nào. Đi lên trển mở nước tắm trước đi rồi xong rồi tôi lên. Đi đi lên. Đi đi đi. Sao? Nè 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 nè. Con lên canh nó đi. Để mẹ. Mẹ canh mi sai cho. Ôi bà ngoại đâu biết gì đâu. Ngoại chỉ con. Đúng rồi. Mẹ làm sao mẹ biết được. Để con coi coi. Ờ, đoạn nào con? À, cái phép này á hả? Đây nè. Hồi nãy mẹ nói rồi đó không nhớ hả? Cái giấc mơ của nó mà nó cũng nói là đừng có sinh em bé nữa. Ai, tội nghiệp cháu tôi quá. Thôi vậy thôi đi, khó quá bỏ qua. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con.